Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV, rất vui mừng chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ bảy tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã học hai môn Kinh Pháp Hoa và Thành Duy Thức Luận. Tiếp đó, toàn thể Phật tử được học bổ sung kiến thức Phật pháp căn bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Kinh Pháp Hoa, cô Minh Huệ giảng đến phẩm Pháp Sư. Phẩm này đề cập đến hai phẩm vị. Một là công đức của người biên chép, đọc tụng cũng như tùy hỷ khi nghe Kinh Pháp Hoa. Hai là tiêu chuẩn của vị Pháp Sư khi thuyết Kinh Pháp Hoa. Pháp Sư nghĩa là lấy giáo pháp Phật dạy làm thầy, hoặc Pháp Sư là vị thầy thuyết giảng giáo pháp Như Lai. Không những chỉ bằng kiến thức Phật học mà còn bằng khẩu giáo, thân giáo và cả sự thực nghiệm tự chứng trong đời sống tu tập của chính mình. Chánh nhân Pháp Hoa thời Phật hiện tiền do chính Phật khai thị, nhưng sau thời Phật triệt độ là phải nhờ Pháp Sư khai hiển để truyền đăng làm thắng duyên vô tận cho kiếp hiện tại và vị lai. Khi Phật đương thời hiện tại hay sau lúc Phật diệt độ, những ai từ hàng trời người cho đến loài phi nhân được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay thọ trì đọc tụng, giảng nói, biên chép, nhận đến một bài kệ, một câu, một niệm hoan hỷ, đều được thọ ký thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với tuệ nhãn của Phật trí, Đức Như Lai thọ ký trên hai ý nghĩa. Một là căn cứ vào khả năng thể nhập nhất thừa như Ngài Xá Lợi Phất, A Nan, vân vân. Hai là thọ ký trên bản thể của chúng sanh như Dạ Xoa, Atula, vân vân. Vì bản thể của mỗi chúng sanh đều là Phật tánh, đều sẽ thành tựu Phật quả trong tương lai. Dầu rằng tất cả chúng sanh đều có chánh nhân Phật tánh, nhưng nếu không có diệu pháp làm thắng duyên giúp cho phát lộ, thì khó mong chóng thành giác quả. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được xem là vua của các kinh, là tạng pháp bảo sâu kín nhiệm màu, không có người đến được. Nay đúng thời, Phật vì giáo hóa, để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhận đến một bài kệ với tâm tôn kính như tôn kính Phật, thì những người đó là Bồ Tát. Ở chỗ Phật, thành tựu chí nguyện lớn, rời bỏ nghiệp báo thanh tịnh, vì thương xót chúng sanh mà sinh vào nhân gian làm sứ của Như Lai. Dùng đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình, thay Phật gánh vác trọng trách truyền bá kinh Pháp Hoa. Do vậy, phải nên tôn trọng, cung kính, cúng dường họ như Phật. Bồ Tát không phải là những vị ngồi trên hoa sen, mà là những người sống cạnh gần chúng ta, mật giữ ẩn hạnh, làm những việc công đức. Thế nên, nếu có người nào chê bai, dèm xỉm kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, thì tội càng nặng hơn. So với việc phỉ báng một Đức Phật, vì phỉ báng kinh Pháp Hoa là phỉ báng bản thể Phật tánh của toàn thể chư Phật và chúng sanh, phỉ báng Pháp thân Phật và là đi ngược lại chân lý điều thiện. Trong giờ học Thành Duy Thức Luận, Thầy Minh Lợi giảng hai tâm sở biệt cảnh rất quan trọng là định và tuệ. Xác định rằng định sanh tuệ, tuệ hướng đến tuệ giải thoát là mục tiêu cao nhất của người tu Phật đạo. Hiểu đúng về định giúp cho việc tu tập theo con đường giới, định, tuệ chóng thành tựu. Định không có nghĩa là làm cho tư tưởng đứng lại một chỗ, mà là quá trình tâm trí hoạt động một cách tích cực. Thiền gồm hai bước căn bản. Bắt đầu vào thiền là cột tâm,
bám vào hơi thở, tạm dừng suy nghĩ đến mọi việc xung quanh, gọi là thiền chỉ, tức là định. Trạng thái này không giữ yên mà chuyển sang quán tưởng vào đề mục quán chiếu, tức là thiền quán. Không để đề mục quán chiếu rớt ra khỏi tâm, khiến cho hiểu rõ nó một cách sâu sắc, thấu đáo chân lý, không còn gì nhầm lẫn, cho đến khi nào chủ đề quán tưởng được sáng tỏ là có được tuệ. Do vậy mà nói định làm phát sinh tuệ. Phật dạy tu là phải có tư duy theo đúng chánh pháp mới phát tuệ. Tu thiền là phải biết điều hợp thân tâm. Ngồi thiền mà tạo áp lực lên thân thì chỉ sinh phiền não chứ không sinh tuệ. Phải hành trì đúng mới đem lại kết quả. Người không thiền định, không tư duy quán chiếu sâu sắc lời Phật dạy, thường sinh tâm nghi ngờ, dễ bị dẫn dắt lầm đường lạc lối. Thiền định để thấy tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã là chân lý, và tam vô lậu học, giới, định, tuệ là con đường dẫn đến niết bàn. Thiền giả quán chiếu thấy những hạnh phúc tạm bợ trong cuộc sống cũng là nơi sinh ra phiền não, nên không còn bị lay động trước hoàn cảnh, trước cám dỗ của năm diệu dục. Nhờ vậy mới nếm được vị niết bàn. Thiền định giúp định tâm, dẹp trừ vọng niệm. Thiền quán giúp tâm phát tuệ, thấy được bản thể của vạn pháp như nó là. Vào giờ học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản, thầy Huyền Châu giảng về bốn thông hành. Lúc bấy giờ, tại vườn Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn bảo chúng Bí Sô có bốn thông hành: khổ trì thông hành, khổ tốc thông hành, lạc trì thông hành và lạc tốc thông hành. Lời dạy của Đức Thế Tôn được tôn giả Mục Kiền Liên kết tập lại và luận bàn một cách minh bạch, thấu đáo, gồm thâu đầy đủ giáo nghĩa căn bản và thậm thâm mà Đức Thế Tôn đã truyền trao với tựa đề là Pháp Uẩn Túc Luận. Pháp tức là giáo pháp giải thoát của Như Lai, Uẩn là tập hợp và Túc là đầy đủ. Do vậy, chúng ta nên y cứ vào luận giải của tôn giả để tác ý đúng chánh pháp. Thông hành ở đây được gọi là đạo, là con đường dẫn đến cảnh giới niết bàn. Trong bốn thông hành này đều nói đến vô thượng, lậu tận và thông hành. Nói về khổ trì thông hành, thầy dẫn kinh và giải thích: do phát sinh tâm chán ghét, khinh chê, chống cự năm thủ uẩn mà khổ, và khiến cho năm thiện căn tính, tấn, niệm, định, tuệ của một vị tu tập giải thoát bị ám độn, suy kém, yếu ớt, nên chậm chứng đắc lậu tận vô thượng. Chứng đắc vô thượng tức là chứng đắc pháp ly dục, ly nhiễm, ly ác, bất thiện pháp, vân vân. Pháp nào mà khiến cho chúng ta ly được tất cả khổ đau, đó là pháp tối thượng, tối thắng, tối tôn, vô thượng bậc nhất. Còn lậu tận, lậu là rơi rớt, tận tức là hết. Lậu tận là dứt sạch cả ba lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ba lậu tận này là căn bản của sanh tử luân hồi. Cuối cùng là thông hành. Hành ở đây chính là tính chất hành siêu việt, dũng mãnh, tinh tấn. Hành hiện quán bốn thánh đế, hành vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, tham sân si, mạn và kiêu mà tu hành thông đạt. Khổ tốc thông hành là người này vì cuộc sống khổ đau, điên đảo, bức bách do sự tệ hại này mà họ càng tin sâu vào lời Phật dạy về khổ, tập, diệt, đạo. Nhờ vậy mà năm căn tính, tấn, niệm, định, tuệ tăng trưởng nhanh chóng, mạnh mẽ, quyết liệt, mọi ưu tiên được dành cho sự tu học giải thoát. Còn lạc trì thông hành tức là người này trong khi tu tập có kết quả là lạc, nhưng vì an lạc quá nên họ tu từ từ, không vội vàng, nôn nóng, bởi người này có nhiều phương tiện vật chất, sống trong sự quá sung túc, sinh ra trì trệ, nên rơi vào trạng thái lạc trì thông hành.
Sau cùng, nói đến những ai có nhiều tài sản, nhiều phương diện tồn tại tốt, nhưng rất tinh tấn tu tập, thì đây chính là lạc tốc thông hành. Thầy khuyến tu, chân lý được Đức Thế Tôn soi sáng để chúng ta hướng về, đó là sự giác ngộ, giải thoát, không phân biệt mình là ai, không đổ thừa hoàn cảnh, hạnh phúc hay khổ đau, thuận hay nghịch, mỗi chúng ta phải tự mình tinh tấn tu học, giải thoát khỏi mọi chấp trước thì mới thấy diệu dụng đặc biệt của bốn thông hành này. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp cao đẳng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ học câu xá luận quyển 1 do Thầy Huyền Châu giảng và Kinh Hoa Nghiêm qua lời giảng của cô Tịnh Quang. Sau đó, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, Thầy Huyền Châu sẽ giảng môn học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản cho toàn thể Phật tử. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc .org. Các học viên hãy kiểm tra email mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.